Xin động bây giờ chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì mình nhận được cây game mắc mất nguồn nha anh em nhé. Anh em kiểm tra với mình nhá. Bật nguồn không cự quậy gì. Cắm sạc cũng không thấy cự quậy gì luôn anh em nhé. Mà lần này không nhảy dòng sạc luôn. Ok, về sẽ tiến hành tháo ra kiểm tra cho anh em xem nhé. Mày cũng đã từng tháo ra làm gì đây rồi. Ok. Mày đã bỏ không có pin sẵn rồi anh em nhé. Anh kèm nguồn thử xem nó báo như thế nào. Tổng nguồn anh em xem nào. Bấm một cái lên dòng rất cao nha. Em nhìn, bấm phát lên 0.2 luôn nha. Nhìn này, bấm một cái bỏ ra này. Kiểu như kiểu máy ăn nguồn đấy, ăn nguồn kiểu giống như mấy con iPhone ngày xưa ấy. Đấy, bật nguồn ăn rất cao này. Hiện tại thì máy vẫn có rộng vẫn lên nguồn nha anh em nha. Máy vẫn lên nguồn nhưng mà ăn nguồn rất cao. Rồi, mình sẽ test qua xem nào, xem mất chức năng gì nào. Nó gần giống như USB ngày xưa ấy. Nghi ngờ con này có thể sạc không thấy báo gì cả, không nhận. Khẩu máy là 147 410. Nghi ngờ về USB anh em nhé, thì hiện tại cắm sạc không thấy báo gì nhé. Theo như kinh nghiệm mình nghi ngờ cắm cáp không thấy cự quậy gì. Máy cần mình cho ăn nguồn, thăng nguồn thì cắm sạc thử nhé, xem có lên không nhé. Với iMac thì cắm sạc không báo gì là rất hay lỗi USB nhé. Cho tắt hẳn nguồn đi đã, tắt hẳn đi rồi mình sẽ cắm sạc vào thì nó sẽ tự động lên mà không báo gì, không ăn dòng sạc mà không báo gì cả. Không nhận gì luôn hay con là cắp sạc lỗi nữa hay sao ấy. À, một lúc tự lên, à, cắm một lúc nó mới lên. Không ăn dòng sạc, không nhận máy tính. Máy tính mình báo nó đi vài kìa. Không báo gì cả luôn. Ok, về cơ bản thì không nhận máy tính, không nhận gì cả. Cáp tiếp đầy đủ. Rồi, máy kèm ăn nguồn nữa nhá. Khóa mình lại dòng vẫn rất cao nhá. Khóa mình lại nhá, dòng cái khóa mình lại này, bật mình lên này, đó. Cực cao, khóa mình lại, ok, dòng khởi động rất cao luôn. Rồi theo mình đi về phần USB, mình tháo ra sử dụng cam nhiệt xem sơ bộ xem nó nóng ở khu vực nào. Thì bấm dòng rất cao như thế là sẽ sử dụng cam nhiệt dò được nó ra đấy. Máy đã tháo sẵn, ốc chả có nhiều đâu. Hát hết mọi ngoại vi ra, test cái bên không. Xem nó có ăn nguồn hay không là biết. Tại sạc không báo gì cả. Cáp sạc thì thông thường iPhone ít khi chết kiểu này lắm. Thứ nhất là chiếc cáp sạc kèm với ăn nguồn có thể liên quan USB hoặc sạc đang có vấn đề. Ok. Trong bên này cũng sạch sẽ đấy. Mình sẽ kẹp riêng cái bên không thôi nhé. Bấm cái vẫn lên 0.2 này. Kích một phát là vẫn lên 0.2 nha. Dòng rất cao nha. Nào. Ok, thế này sử dụng cam nhiệt xem có ăn thua gì không. Theo như mình ngờ thì con này sẽ USB đầu tiên. Nên mình sẽ phải kiểm tra USB xem có nóng hay không. USB khu vực này nhá, trong lồng này nhá, rất khó nhìn nhá. Đôi khi phải cắt siêu ra để kiểm tra nhá. Sẽ bóc bỏ cái góc này trước này. Bóc một chút băng dính đen này ra, cái băng dính nhiệt của nó ra, nếu có cái giấy này sẽ không thể soi qua đâu. Theo như nghi ngờ bình thường em sẽ phải chẻ đôi bên nha, nhưng mình theo kinh nghiệm thì cảm nhận thấy con này USB nhiều hơn.
Và cái lồng sắt này anh em không đục được đâu nhá, đục rất dễ trên main nhá. Em cần thiết nên cắt siêu nó ra nhá, mài và cắt bỏ nó ra chứ đừng có đục thì lại chết cao lắm. Một bên nằm ở góc này, nhưng ở góc này lồng USB đây nhá, cũng gọi là kích thước sao nóng ở đấy đầu tiên, chỉ là nó vừa khác hạn chế việc tách main thì sẽ kiểm tra từng mặt một nhé. Nhìn thấy không, kích nguồn một cái này đã đầu đấy đã lên ba mấy độ rồi này, mình dự đoán gần chuẩn không anh nhé, để nó kèm hai bệnh cùng một lúc. Đấy, mình sẽ hiểu mình dùng dễ hơn này. Đây cái lồng đây, đây là cái lồng nhá anh em nhá. Đấy, hơi khó nhìn một tí. Nhưng mà nhìn nhiều sẽ đánh quen thôi. Cái nguồn một cái lồng trong lên 35 độ cả, thấy chưa? Ok, tỷ lệ tại nó là rất cao. Rồi. Đã phát hiện ra khu vực đấy, bây giờ mình sẽ cắt lồng nhá. Chuyển cắt cái lồng sắt đấy ra nhá. Anh em nhìn lại sơ đồ một lần nữa chắc này. Nhìn ra vị trí nằm ở đâu này. Đây anh em, con USB sẽ nằm ở đây. Đây không? Đây con USB đây. Đây nhanh em nha. Cạnh ổ cứng đây nha, mặt sau là CPU nha. Làm cẩn thận nha. Ok, để thế này mài đục cái lồng ấy ra. Tốt nhất là cứ cắt nó ra cho an toàn nhé, đừng có đục làm gì ở lớp vỏ lồng nhé, bằng sắt nhé. Đấy, sau đó một lớp ni lông bằng cách điện. Đấy, bên dưới là con USB mình thấy chưa, USB vô mình thấy chưa. Đấy. Giờ là mình sẽ phải mở rộng nữa này ra vệ sinh thêm. Rồi kẹp một lại phát nữa, sau đo đạc lại xung quanh xem nó bị chạm chập không. Vị trí này nói chung là cũng rất chìa khó làm đấy nhá. Đấy, trên mình cắt chưa chuẩn nữa. Kẹp nguồn lại nhá. Đây anh em sẽ nhìn thấy cái lỗ mình đã đục ra rồi đấy. Nó có thể hơi mờ một chút trên kính thì nó sinh nhiệt nên sẽ nhìn rõ hơn. Đây, hiện tại đang không để gì là nhiệt độ nó đang ba mấy độ nhá. Nó kích nguồn này. Nhìn thấy chưa? Đó. Này, anh em nhìn thấy không, con tụ ấy chậm này, con tụ chỗ này này, anh em nhìn trước này, nhìn kỹ nhá, kích cái này bây giờ con tụ này sẽ nóng trước nha. Đấy, 44 độ ở chỗ con tụ này nha, mình sơ đồ nha. Đây, sẽ lật sơ đồ sang đúng cái hình mình đang quay cho dễ này, mình sơ đồ này. Đấy, hiện tại là đây đang nóng con chỗ này, lại xong thứ ba tư đây chạm vào đâu đây, lại lần nữa xem con thứ mấy nhá, 1 2 3 4 nhá, 1 2 3 4. Rồi tốt nhất là anh em có thể đo lại. Đấy, sơ đồ thì là con này, mình sẽ đo lại trước bên ra và đo xem đúng chập đường đấy không.
thứ nhất, không hỗ trợ là thứ hai. Rồi, con thứ ba chập luôn anh em này. Còn thứ hai 81 từ ôm chưa chập nhé. 81 ôm chưa chập nhé. Chập là có 11,8 ôm nhé. Đấy, con thứ ba chập còn 3,9 ôm này, hai đầu này. Đấy chưa? Đấy, một pan. Chạm USB rất dị. Ok, Về sẽ cho lên kính nhìn lại cho rõ nha. Đây nha anh em, đây là con USB nha. Sau khi mình vừa mài cắt nha. Hiện tại thì mình đang chập con tụ số 3 từ dưới lên. Còn đấy thì liên quan đến đường trên sơ đồ thì liên quan đến cái đường gì đây? Hydrat bypass nhá. Con tụ đấy theo mình thấy thì không thể bỏ đâu anh em nhé. Thì nó chỉ đi thẳng từ con IC đấy USB ra con tụ ấy thôi. Cho nên bắt buộc anh em sẽ phải đóng con tụ đấy vào. Một đường lọc tín hiệu con đấy. Đây, sẽ đo lại cho anh nhìn một lần nữa này. Đây nha, con đầu tiên nha. 94 ôm nha. Con thứ hai 31 ôm nha. Chập thẳng anh em nha, 13 ôm nha. Ok chưa? Đây chưa? Chập con tụ này nha. Rồi, bây giờ anh em sẽ thành bỏ con tụ ấy đi. Bây giờ mình sẽ thành bẻ bỏ con tụ ấy ra đầu tiên nha. Mình sẽ hết chập đường đấy nha anh em nha. Con tụ này bắt buộc phải đóng anh em nhé, chứ không có chuyện bỏ đâu nhé. Đã bẻ văng con tụ ra ngoài. Rồi, con tụ vẫn nằm ở trong khe bên dưới. Đây, nha, nha, nha. Con tụ vẫn nằm lù lù nhé. Đấy, chứ đánh đo lại này. Còn tụ chắc cú này, có hai đầu tụ mà chập thì 100% là dạy tụ. Đây chưa? Đây chưa? Hai đầu con tụ chập thẳng nhé. Ok, nó đo trên bên này. Đo chỉ số trên bên này sẽ thay đổi này. Đó, không có chập nữa. Ok, nguyên nhân ở đây, bây giờ sẽ tìm một con tụ khác thay vào đây. Sau đó các máy test hết ăn nguồn hay chưa? Nguyên nhân này nhiều khi anh em cứ tưởng USB là anh em đào USB ra là nhọc người đấy. Làm thì nên đo đạc để ý kỹ một tí. Chân kia nó hơi cứng do nó chật mát cho nên nó hơi cứng. Bắt buộc là anh em phải lấy tụ khác đóng vào nhá, không có chuyện bỏ đâu nhá. Có bên khác thì em lấy luôn bên như thế lắp vào cho dễ, đúng vị trí đúng kích thước nó sẽ dễ nhìn hơn, dễ lắp đóng hơn. Đây nha anh em con tụ nha. Cho nó rơi nha. Đây là vị trí cần đóng. Anh em như vậy đã đóng xong. Anh em muốn đóng ăn chay thì xưa thì phải đo hai đầu nó chắc, một đầu nó ra mát thì chặn mát, một đầu nó vào tụ à vào IC thì nó là 4 chấm trở kháng nó có
không chấm ba mấy đấy. Sẽ thành đo lại một lượt nữa nhé. Chuẩn chưa? 2,6 nha. Ok, hai đầu đã ăn nha. Ok nha, bây giờ sẽ tiến hành kẹp quần lại. Xem còn ăn nguồn nữa không? Không ăn nữa là ok rồi. Thì cả USB cũng sẽ không nóng nữa đâu. Để chập đường áp của USB xuất ra thôi. Xem bên ngoài nha. Rồi, kẹp nguồn lại này. Cấp nguồn xong này, cấp nguồn này. À, nguồn 0.8 anh em thấy chưa? Bấm vào lên 0.8 lên 1. Thấy chưa? Hết nóng nha. Kích nguồn hẳn này. Ok, nguồn đã đẹp chưa anh em? Ok nghe, USB không nóng một tí nào nhá. Bắt đầu nóng siêu mặt sau chuyển sang này, để nóng mặt sau này. Ok nghe. Như vậy bây giờ lắp vào máy test thôi. Nên tác dụng cảm nhận khi tìm ra tụ chập, nếu anh em phải đo, không để ý là không đo không biết đâu. Phải lắp máy cắm sạc báo sạc bình thường là ok thôi. Thì máy này pin chắc chắn đã hết, ăn nguồn thì pin đã hết từ rất lâu rồi. Tập máy test full chức năng là ok thôi. Nên anh em phải dựa vào bệnh của nó để suy đoán. Sau này mình lắp luôn vào, không phải test đâu. Hôm nào cũng phải lắp cái này vào, tí nữa mất công, cái này chỉ một con ốc thôi. Rồi lắp sạc vào cắm sạc lên thì có pin là ok. Ok, máy cắm nguồn đã thấy ăn dòng sạc rồi anh em nhé. Đang hơi kiệt nha, đã đây có pin, anh em thấy chưa? Rồi, như vậy là sạc một lúc sẽ lên thôi. Giờ chút đây thì mình sẽ test lại cho anh em xem nhé. Pin hơi kiệt chắc phải một lúc lâu mới lên đấy. Pin kiệt lắm. Thì pin kiệt nó không bật được lên nữa cơ mà. Sạc một thôi một hồi nó đã lên. Dòng sạc ăn cực cao nha, 2.1A luôn anh em nha. Từng một cái luôn rồi, báo sạc. Ok anh em. Cho báo sạc luôn nhá. Nghe thấy không? Dòng sạc 2.1A cơ. Cái thật. Dòng khá cao nhá. Để em nhìn đồng hồ cấp dòng sạc này. 2.1A cơ. Khiến cho pin đói nó khác. Ok, dòng sạc rất đẹp. Giờ sẽ cắm lại máy tính nhận lần nữa. Nhận máy tính là ok thôi. Đang đổi pin này mình sạc thêm tí nữa nhá. 3% pin không sạc, cắm máy tính được. Máy tính nó tưng một cái, anh em thấy chưa, tin cậy. Ok. Đó, ok, máy đã xong. Cơ bản máy đã xong nha, full xanh 256GB. Ok anh em, như vậy là mình xin phép kết thúc video tại đây. Xử lý nhanh một pan XMAX chạm mất nguồn. Chưa phải mất hẳn, mà là sạc không vào dẫn đến mất nguồn. Lỗi là do lỗi đường USB dẫn đến không nhận sạc. Chạm USB dẫn đến máy hao nguồn cực nhanh và những cái pin. Mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi ủng hộ mình. Hẹn gặp em ở những clip tiếp theo. Chào tất cả anh em.